Thưa quý vị và các bạn, muốn an toàn trong nước thì cần phải biết bơi. Tuy nhiên, biết bơi là điều kiện cần nhưng chưa đủ để đảm bảo an toàn trong môi trường nước. Vì khi bơi, chúng ta phải dùng lực toàn thân, tốn rất nhiều sức. Chính vì vậy, nhiều người bơi giỏi vẫn có thể bị đuối nước vì chuột rút, vì kiệt sức. Khi học bơi, không chỉ phấn đấu bơi được càng xa càng tốt mà còn phải học các kỹ năng tiết kiệm sức để ở trong nước được càng lâu càng tốt, đặc biệt trong các trường hợp chờ cứu đuối. Để tiết kiệm sức tồn tại được lâu trong nước, các kỹ thuật thông thường thường được áp dụng là thả ngửa hay bơi ngửa, bơi đứng hay còn gọi là đứng nước. Thưa quý vị và các bạn, nhằm giúp quý vị và các bạn có thêm một kỹ năng tiết kiệm sức trong bơi lội, trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một kỹ năng tạm gọi là ngộp sinh tồn. Đây là kỹ năng do bác sĩ Phạm Quang Thiện, nguyên trưởng khoa tai mũi họng Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển đã tâm huyết tìm tòi, thử nghiệm và lan tỏa cho nhiều người cùng tập. Một kỹ thuật đơn giản, rất dễ thực hành mà lại rất hữu hiệu, hầu như không tốn sức để ta tồn tại được lâu trong nước mà không mệt, đúng như tên gọi, ngụp sinh tồn. Đó là cách trồi lên, ngụp xuống từng nhịp, la ná như bơi ếch, đứng nhấp nhô tại chỗ giúp ta nghỉ giải lao ngay trong nước để lấy sức mà tiếp tục bơi hoặc chờ cứu hộ. Động tác ngụp sinh tồn rất đơn giản, dễ hơn tập bơi, thả cho người chìm xuống. Khi nước bắt đầu đẩy người lên, bạn hãy gập cẳng tay một góc khoảng 90 đến 100 độ và nghiêng bàn tay đưa lên hoặc xỉa bàn tay đưa lên ngang trán. Khi đỉnh đầu trồi lên khỏi mặt nước thì úp bàn tay và ấn mạnh cẳng tay xuống nước để nâng người nhô đầu lên lấy hơi. Hãy cứ trồi lên lấy hơi rồi ngụp xuống nghỉ ngơi từng nhịp nhẹ nhàng như vậy, hàng giờ liền mà không mệt. Để quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về kỹ năng ngụp sinh tồn, sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ bác sĩ, thầy thuốc ưu tú Phạm Quang Thiện, nguyên trưởng khoa tai mũi họng Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí. Xin chào ông. Chào MC Trần Văn Dầu, xin chào các quý vị và khán giả đang theo dõi chương trình. Thưa ông có thể chia sẻ là từ cơ sở nào để ông có thể tìm tòi và nghiên cứu ra kỹ năng ngụp sinh tồn được không ạ? Ngày bé thì tôi rất thích đi bơi, nhưng ngay buổi đi tập bơi đầu tiên thì tôi đã bị chết đuối hụt. Từ đó tôi rất sợ nước và cho mãi đến năm 62 tuổi tôi mới lại đi học bơi. Và khi diễn lại cái cảnh chết đuối hụt ngày bé ấy, thì tôi phát hiện ra cái kỹ thuật này bằng các cái kiến thức về vật lý phổ thông, các kiến thức về giải phẫu, về sinh lý của con người. Tôi đã hoàn chỉnh kỹ thuật này với 3 động tác tay cơ bản và 2 cách lấy hơi. Trong môi trường nước, cơ thể người ở tư thế gần như thẳng đứng vì nửa thân trên có nhiều khoang rỗng như cái phao treo cho hai chân thõng xuống. Khi rơi xuống nước, do tác động của trọng lực và quán tính, người ta sẽ bị thụt xuống. Đến một mức nào đó, nhất định lực đẩy axiomet của nước sẽ đẩy ta trồi lên, rồi trọng lực lại làm ta chìm xuống. Nếu ta không có cử động gì thì quá trình trồi thụt, lặp đi lặp lại nhiều lần với biên độ giảm dần rồi mất hẳn, dao động tắt dần. Cơ thể ta sẽ ở trạng thái cân bằng tĩnh. Hầu hết mọi người ở trạng thái cân bằng tĩnh, nếu phổi đầy hơi thì nước chỉ ngập đến gần đỉnh đầu. Với khoảng cách và tư thế này, chỉ cần một bàn tay vẫy nhẹ đã đủ nâng ta nhô đầu lên lấy hơi rồi. Kỹ thuật tay, ngụp sinh tồn gần như không cần đến chân, chỉ cần khua nhẹ chân để giữ cho người đỡ bị lắc lư, mông không nổi lên khiến mặt úp xuống nước. Kiểu 1, hít hơi cho căng lồng ngực rồi thả người chìm xuống. Khi nước bắt đầu đẩy người lên thì gấp hai cẳng tay khoảng từ 90 cho đến 100 độ, nghiêng bàn tay đưa lên ngang trán. Khi đỉnh đầu và các ngón tay trồi lên khỏi mặt nước thì xoay úp bàn tay, ấn mạnh cẳng bàn tay xuống nước, nâng người trồi lên thêm để lấy hơi. Thường thì chỉ cần ấn cẳng bàn tay đến ngang ngực song song với mặt nước là đủ nâng người lên để lấy hơi. Nên giữ tay ở tư thế này khi ngụp xuống để cản nước cho người đỡ bị chìm sâu, sẽ đỡ tốn sức khi ngoi lên. Kiểu 2, hít hơi cho căng lồng ngực rồi thả người chìm xuống. Khi nước bắt đầu đẩy người lên thì thu hai bàn tay về trước ngực, lòng bàn tay hướng ra trước. Đưa bàn tay chếch lên thẳng theo hướng cẳng tay đến ngang trán. Khi đỉnh đầu và các ngón tay trồi lên khỏi mặt nước thì ấn mạnh cẳng bàn tay úp xuống, nâng người trồi lên thêm để lấy hơi. Nhìn nghiêng sẽ thấy bàn tay chuyển động theo vòng tròn trước ngực như người chèo thuyền. Kiểu 3,
hít hơi cho căng lồng ngực rồi thả người chìm xuống. Khi nước bắt đầu đẩy người lên thì thu hai bàn tay chắp trước ngực rồi đưa hai bàn tay ngang lên trán. Khi đỉnh đầu và các ngón tay trồi lên khỏi mặt nước thì quạt mạnh cẳng bàn tay úp xuống nước, nâng người trồi lên thêm để lấy hơi. Tương tự như động tác bơi ếch với tư thế đứng, không đưa tay quá đầu. Kỹ thuật lấy hơi, mỗi chu kỳ ngụp sinh tồn kéo dài từ 4 đến 5 giây, trong đó có khoảng 1 giây miệng ta ở trên mặt nước. Vì vậy cần thở nhanh, nông, nhịp nhàng, không thở ra nhiều mà luôn giữ hơi căng phổi để người đỡ bị chìm sâu. Phổi càng chứa được nhiều hơi, người càng dễ nổi. Kiểu 1, nín thở trong nước. Hít hơi cho căng lồng ngực rồi nín thở ngậm miệng, phồng má để ngăn nước vào mũi khi chìm xuống. Khi miệng trồi lên khỏi mặt nước thì thở nhanh ra. Hít nhanh vào bằng miệng rồi lại nín thở, phồng má khi chìm xuống. Kiểu 2, thở ra trong nước. Hít hơi cho căng lồng ngực rồi nín thở ngậm miệng, hơi phồng má để ngăn nước vào mũi trong suốt quá trình chìm xuống. Khi nước đẩy đầu lên gần mặt nước thì thở ra bằng mũi. Khi miệng trồi lên khỏi mặt nước thì hít vào bằng miệng rồi nín thở, phồng má khi chìm xuống. Chú ý, nếu tập thở tốt, hít vào nhanh, nhịp nhàng thì chỉ cần trồi lên đến cổ là đủ lấy hơi, không cần tốn sức để nâng người trồi lên cao. Nếu chưa kịp hít vào thì nín thở tiếp, chờ nhịp trồi đầu lên, sau mới hít vào để khỏi bị sặc. Thời gian miệng ta ở trên mặt nước mỗi nhịp ngụp sinh tồn chỉ kéo dài hơn 1 giây, vì vậy cần tập thêm kỹ thuật bơi chó với tư thế đứng mới có đủ thời gian kêu cứu và nhô đầu lên lâu để dễ được phát hiện ra hơn. Theo bác sĩ Phạm Quang Thiện, với người mới tập bơi thì ngay khi bơi được 10 mét nên tập ngụp, vì ngụp sinh tồn chính là kỹ năng bổ trợ cho kỹ thuật bơi, giúp người tập không sợ nước, bình tĩnh thực hành các động tác bơi chuẩn xác hơn, giúp cho khả năng bơi tiến bộ rõ rệt. Tập ở chỗ nước nông, mực nước thích hợp nhất là sâu ngang cổ. Hít hơi căng lồng ngực, nín thở, co chân cho người chìm xuống với thân mình thẳng đứng. Chờ nước đẩy người lên thì thực hiện động tác tay của ngụp sinh tồn, nâng người kết hợp đạp chân nhẹ xuống đáy, đẩy người lên lấy hơi. Phải tập lấy hơi nhiều lần thật tốt, kết hợp với tập tay. Khi thấy người liêu siêu, chân không bám được vào đáy là tay đã đủ sức nâng người lên rồi. Lúc này mới co hẳn chân lên để ngụp, khi thành thạo mới di chuyển dần ra chỗ sâu. Tập ở chỗ nước sâu, bám vào thành bè hoặc dụng cụ hỗ trợ thả người chìm xuống. Khi nước đẩy người nhô đỉnh đầu lên khỏi mặt nước thì ấn tay nâng người lên lấy hơi. Ban đầu phải kết hợp đạp, khua chân để giữ cho người ở tư thế đứng. Khi đã quen lấy hơi thật tốt và quen với tư thế đứng thì buông tay khỏi dụng cụ hỗ trợ để thực hành động tác ngụp. Ngay khi thử nghiệm trong một thời gian dài và cho thấy hiệu quả, bác sĩ Thiện đã truyền dạy cho rất nhiều các em nhỏ cùng tập luyện kỹ năng này. Xin chào các em. Các em đã tập luyện kỹ năng này lâu chưa? Em tập được khá là lâu rồi ạ. Thế còn bạn? Em cũng tập được khá là lâu rồi. Thế còn bạn? Em tập được 6-7 buổi rồi ạ. Được 6-7 buổi rồi. Vậy khi tập kỹ năng ngụp sinh tồn này thì các em thấy khó hay dễ? Em thấy dễ hơn bơi ạ. Em thấy là nó khá là dễ mà bạn nhỏ nào cũng có thể thực hiện được. Thế còn em? Em cũng cùng ý kiến với hai bạn này ạ. Vậy thì sau khi tập kỹ năng ngụp sinh tồn này thì các em ở được trong môi trường nước được bao lâu? Em thì ở được khoảng hơn 1 tiếng. Em thì được khoảng 85 phút. Em cũng hơn 1 tiếng. Vâng, quý vị có thể thấy rằng khi tập luyện kỹ năng ngụp sinh tồn này thì các em nhỏ đang duy trì được thể lực cũng như ở trong môi trường nước được rất lâu. Được biết đến lớp học kỹ năng sinh tồn của bác sĩ Phạm Quang Thiện thì tôi cũng rất hào hứng cho con theo học ngay lập tức. Và chỉ sau một vài buổi tập thì cháu đã biết làm theo đúng cái sự hướng dẫn của bác sĩ. Khi tập được kỹ năng này thì tôi thấy là thể lực của cháu được tăng lên rất nhiều. Cháu có thể thoải mái tự do bơi lội trong nước và điều này làm cho tôi cảm thấy rất yên tâm khi mà cháu tham gia các hoạt động bơi lội. Dụng cụ hỗ trợ tập ngụp sinh tồn: bám vào thành bè, khung che trúc cho vùng nông thôn ở ao hồ,
đầm phá, có thể là một cây sào dài bằng tre trúc, mỗi đầu buộc từ 1 đến 2 bóng nhựa có đường kính khoảng 20cm hoặc can nhựa, miếng xốp và có dây buộc nối vào bờ. Người tập chui vào trong khung, bám vào sào mà tập để đảm bảo an toàn. Các vật liệu thô sơ, can nhựa 5 lít, tảng xốp có kích thước ngang với can 5 lít. Vật nổi được buộc chặt vào một đầu dây, đầu kia buộc chặt vào thắt lưng, đoạn giữa dây dài khoảng 2 mét cũng là những dụng cụ tốt và an toàn để tập ngụp. Thưa ông, so với một số kỹ năng sinh tồn khác thì ngụp sinh tồn có những ưu điểm và hạn chế gì ạ? Thưa các bạn, thứ nhất là về ưu điểm của cái kỹ năng ngụp sinh tồn này thì với tư thế thẳng đứng, nhô đầu được lên được cao hơn cho nên quan sát xung quanh được tốt hơn. Hai nữa là khi nhô đầu lên cao thì dễ được phát hiện và dễ được cứu hộ hơn. Mặt khác, ngụp sinh tồn thì tốn ít sức hơn, dễ tập hơn so với đứng nước. So với bơi ngửa thì ngụp sinh tồn nhô đầu đến cao hơn, không sợ bị sặc nước. Vì vậy, ngụp sinh tồn thực hiện được cả những nơi có sóng to mà bơi ngửa không làm được. Còn về hạn chế thì ngụp sinh tồn đòi hỏi người tập phải biết bơi. Ít nhất cũng phải là 10m cho đến 20m. Và thứ nữa là vẫn phải đòi hỏi của sự bình tĩnh, tự tin trong môi trường nước thì mới làm được. Còn đối với những người mà quá nhút nhát, quá sợ nước thì cũng không thể nào làm được. Vậy thì người tập kỹ năng ngụp sinh tồn này thì có gặp những khó khăn gì không ạ? Thưa các bạn, cái vướng mắc lớn nhất chính là rào cản về mặt tâm lý. Bởi vì kỹ năng ngụp sinh tồn động tác rất đơn giản, rất nhẹ nhàng, dễ gây cho cái người tập cái cảm giác là đơn điệu nhàm chán. Vì vậy khi tập ngụp sinh tồn cần phải kết hợp giữa ngụp sinh tồn xen kẽ với tập các cái kỹ năng khác, bơi lội rồi là bơi ngửa rồi là đứng nước, để tạo hứng thú cho người tập, để cho người tập hiểu được rằng muốn tồn tại được tốt trong môi trường nước thì phải tập các kỹ năng để kéo dài thời gian ở trong nước. Càng kéo dài thời gian ở trong nước thì bơi sẽ càng được xa hơn, bơi được nhiều hơn thì phải tập các kỹ năng như là bơi ngửa, như là ngụp sinh tồn. Cái kỹ năng ngụp sinh tồn này sẽ bổ trợ cho các cái kỹ năng bơi nội khác rất tốt. Thưa quý vị và các bạn, dù bạn có sống ở thành thị hay nông thôn, miền núi thì đuối nước vẫn có thể xảy ra. Do đó mọi người, nhất là trẻ em, cần phải được trang bị những kỹ năng bơi lội và kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Được biết, kỹ năng ngụp sinh tồn đã được bác sĩ thầy thuốc ưu tú Phạm Quang Thiện chia sẻ và lan tỏa đến nhiều người cùng tập với mong muốn góp phần chống lại đuối nước. Hy vọng qua chương trình này sẽ giúp quý vị và các bạn có thể ứng dụng để tập cùng và đảm bảo an toàn khi bơi. Xin cảm ơn bác sĩ thầy thuốc ưu tú Phạm Quang Thiện đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.